Tính cả chức vô địch Copa America 2024, Messi đã vượt qua người đồng đội cũ là Dani Alves khi anh giành tổng cộng 45 danh hiệu, trở thành cầu thủ giành nhiều cúp nhất trong lịch sử bóng đá. Gần một tuần sau chức vô địch Copa America, câu lạc bộ Inter Miami vừa tôn vinh Messi. Trước trận đấu giữa Inter Miami và Chicago Fire vào sáng nay, đội bóng nước Mỹ đã vinh danh Messi theo một cách độc đáo. Inter Miami đã bố trí 45 em nhỏ đứng xung quanh vòng tròn giữa sân. Mỗi bé cầm một bức ảnh in danh hiệu mà Messi đã giành được. Ngoài ra, Messi còn được tặng một bức ảnh lớn ghép từ 45 hình ảnh thu nhỏ của tiền đạo này nâng cúp trong sự nghiệp. Về phần mình, Messi đã tập tễnh bước xuống sân trong tiếng hò reo và vỗ tay của người hâm mộ. Hiện tại, Messi vẫn đang dưỡng thương. Chấn thương anh gặp phải trong trận chung kết Copa America. Dự kiến Messi sẽ phải nghỉ thi đấu tầm 40 ngày. Nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, Messi sẽ tái xuất vào cuối tháng 8. Ở 7 trận mà Messi vắng mặt vì bận tham dự Copa America và chấn thương, Inter Miami đã giành 6 chiến thắng, 1 thất bại. Hiện tại, đội bóng của bang Florida đang đứng đầu và xếp hạng giải nhà nghề Mỹ khu vực miền Đông với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Cincinnati. Huyền thoại Teddy Sheringham cảnh báo Erik ten Hag về khả năng chiến lược gia này sẽ mất ghế ngay trong giai đoạn đầu của mùa giải tới. Mặc dù mấy đã ký hợp đồng mới nhưng không có gì đảm bảo cho tương lai của ông. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Ông ấy có thể bị sa thải chỉ trong 2 hoặc 3 tuần đầu nếu như Man United có kết quả tồi tệ. Đầu tháng này, Erik ten Hag được ban lãnh đạo trao bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Sau khi trải qua mùa giải vừa qua, Erik ten Hag vẫn được ban lãnh đạo tín nhiệm nhờ giành danh hiệu FA Cup vào tháng 5. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Teddy Sheringham cho rằng bóng đá đỉnh cao của thời kỳ này cực kỳ khắc nghiệt và đội ngũ lãnh đạo mới, đặc biệt là Sir Jim Ratcliffe, không phải là một người quá kiên nhẫn. Guardian nhận định chức vô địch FA Cup mùa trước cùng với ban hợp đồng mới vẫn chưa thể giúp các cổ động viên Man United lẫn tập đoàn Ineos quên đi mùa giải cực kỳ tệ hại. Ten Hag cần có một khởi đầu ấn tượng trong mùa giải mới nếu không muốn bị các cổ động viên quỷ đỏ một lần nữa quay lưng. Theo nguồn tin của AS, Mbappe được nhiều cầu thủ và nhân viên Real Madrid đánh giá cao nhờ thái độ cầu thị và sự hòa đồng trong thời gian đầu ở câu lạc bộ mới. Tôi nhìn thấy cậu nhóc đó rất giản dị, nói tiếng Tây Ban Nha khá sành và cũng rất chân thành. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đón nhận được sự nồng nhiệt ở đây. Jose Martinez Pirri, chủ tịch danh dự Real Madrid chia sẻ. Vào đầu tuần này, Mbappe đã có buổi lễ ra mắt cực kỳ hoành tráng. Sau đó anh có thời gian làm quen với các nhân viên của câu lạc bộ. Cậu ấy tỏ vẻ rất tập trung. Cậu ấy đến câu lạc bộ này với rất nhiều mong muốn được bắt đầu tập luyện và cống hiến, và cậu ấy cũng rất khiêm tốn. AS dẫn lời một nguồn tin nội bộ đánh giá Mbappe sau 3 ngày đầu tiên. Tờ NPS cho biết thêm, Mbappe thể hiện thiện chí ngay trong những buổi đầu làm quen với những đồng đội hay huấn luyện viên Ancelotti. Việc Mbappe khẳng định sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào huấn luyện viên yêu cầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Mbappe sẽ hội quân trở lại vào ngày 7 tháng 8. Tiền đạo người Pháp muốn có được thể lực sung mãn nhất khi sẵn sàng tham dự chuyến giao đấu tại Mỹ vào cuối tháng này. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Ancelotti muốn Mbappe có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Cựu tiền đạo Tony Cascarino của câu lạc bộ Chelsea cho rằng Enzo Fernandez sẽ không bao giờ được tha thứ và câu lạc bộ nước Anh có thể sẽ sớm phải bán cầu thủ này. Tôi nhìn lại thời còn ở Chelsea vào những năm 90 và tôi không chắc phòng thay đồ lúc đó có ổn hơn so với những gì mà Enzo Fernandez đã làm bây giờ hay không. Đó là một vấn đề rất khó giải quyết. Tôi nghĩ Chelsea đã có những quyết định quan trọng về việc liệu họ có nên giữ chân Enzo hay không. Khi các cầu thủ không hài lòng với một người trong phòng thay đồ, tôi không chắc sẽ có nhiều người cảm thấy thoải mái và muốn hợp tác với cậu ta. Tôi không biết bạn có thể xử lý như thế nào, vì sẽ có những cầu thủ không thể tha thứ cho chuyện đó. Bạn không cần tất cả mọi người phải thích nhau trong một câu lạc bộ, nhưng đây thực sự là một câu lạc bộ rất nhiều khó khăn. Cậu ta sẽ phải trực tiếp xin lỗi toàn đội và có thể sau đó được tha thứ. Theo luật sư thể thao Udo Onwere, Enzo Fernandez đang có nguy cơ bị cấm thi đấu 12 trận. Onwere tin rằng FIFA sẽ chuyển giao trách nhiệm xử phạt cho Liên đoàn bóng đá Anh, tổ chức có những quy định rất nghiêm ngặt về án phạt liên quan đến những hành vi phân biệt chủng tộc. Tại Euro 2024, Dani Olmo có cho mình 3 bàn thắng và là một trong 6 cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới. Do đó, Dani Olmo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn. Theo Football 365, Man United là câu lạc bộ mới nhất gia nhập đường đua giành chữ ký của Dani Olmo. Trước đó, đã có Bayern Munich, Barcelona và Man City góp mặt. Quỷ đỏ vừa qua đã chiêu mộ thành công Joshua Zirkzee và Leny Yoro. Thế nhưng, họ vẫn muốn tăng cường thêm chiều sâu đội hình. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Man United trong cuộc đua giành Dani Olmo là Barcelona.
Đội bóng của La Liga đang ưu tiên chiêu mộ những người đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha như Nico Williams hay Lamine Yamal, người đã ghi bàn. Dani Olmo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro, nhưng điều khoản này chỉ có thể được kích hoạt trước ngày 20 tháng 7. Dani Olmo được đánh giá khá cao sau khi có 148 trận ra sân cho Leipzig kể từ khi chuyển đến từ Dinamo Zagreb vào năm 2020. Nhưng ngay cả khi điều khoản trên đáo hạn, Leipzig vẫn sẵn sàng đàm phán bán Dani Olmo với mức giá tương tự. Một trong những câu lạc bộ bận rộn nhất thị trường chủ nhượng hè này là Man United. Câu lạc bộ trong một tuần đã chi ra gần 100 triệu bảng để ký hợp đồng với bộ đôi Joshua Zirkzee và Leny Yoro. Có vẻ như một trong những cửa cầu thủ mang tính biểu tượng của Man United cũng sẽ có động thái trong kỳ chủ nhượng này, đó là David De Gea. Khi anh đăng tải một thông điệp bí ẩn trên mạng xã hội, chia sẻ trên X, thủ môn người Tây Ban Nha chỉ đăng một biểu tượng cảm xúc hình đồng hồ cát. Điều này cho thấy David De Gea có thể sẽ có thông báo chuyển nhượng trong tương lai gần, sau khi anh đã trải qua mùa giải trước với tư cách cầu thủ tự do. Những tháng gần đây, David De Gea đang tập luyện cùng với câu lạc bộ Antrim, đội bóng đang chơi tại giải hạng năm nước Anh. Thủ môn đặc biệt làm việc để giữ phong độ với đội bóng có chung cơ sở vật chất với đội dự bị của Man United. Tương lai của David De Gea vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Thủ môn này mùa trước đã từ chối lời mời từ Nottingham Forest. Việc trở lại Premier League không thành công của De Gea có thể là một bước ngoặt, hoặc anh có thể chuẩn bị hành lý để thi đấu xa châu Âu. Theo Romario, đội tuyển Brazil nên tập trung xây dựng lối chơi xung quanh Neymar để giải tỏa cơn khát vô địch World Cup. Nếu không chơi vì Neymar, Brazil đừng mơ vô địch được World Cup. Cậu ấy đã đá 3 kỳ World Cup, nhưng họ chưa bao giờ chơi vì cậu ấy, cho đến khi họ hiểu rằng cậu ấy tạo ra sự khác biệt, mọi chuyện sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ. Với Neymar, Brazil đã vào đến bán kết World Cup 2014, tứ kết World Cup 2010 và World Cup 2022. Trong đó, Neymar đã chơi 13 trận tại World Cup, ghi được 8 bàn và có 3 kiến tạo. Copa America vừa qua, Neymar vắng mặt vì chấn thương. Hai ngôi sao trên hàng công là Vinicius và Rodrigo đều không thể đáp ứng được kỳ vọng. Trong thất bại ở tứ kết trước Uruguay, Romario vẫn ủng hộ huấn luyện viên Dorival Jr. Tuy nhiên, ông cho rằng việc triệu tập cầu thủ nên dựa trên phong độ, bất kể cầu thủ đó đang đá ở đâu. Brazil hiện vẫn đang là đội giành được nhiều World Cup nhất với 5 lần vô địch vào các năm 58, 62, 70, 94 và 2002. Trong đó, 3 lần đầu tiên, đội bóng áo vàng xanh dựa vào các ngôi sao như Pelé, Garrincha, Vavá, Jairzinho.